Dạ. Ôi. Có canh chua nữa cậu. Đâu? Quay cho cậu coi, dạ, cậu coi coi. Em cho ý cái rô cũng như vậy đó. Ờ, ngon quá ha. Em bắt không cá em bắt. Nay nhà mình có bữa cơm này tốn nhiêu tiền ta? Cái chung ra chốt tốn đồ mua nấu thôi à. Còn cá thì em bắt. Dạ. Khóc nữa kìa. Em có quá dự định. Vui. Dạ. Quá vui. Em có dự chỗ, định. Em có chỗ ổn định. Dạ con cảm ơn các chú như gì của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, con cảm ơn rất nhiều ạ. Con mong các chú với mạnh thường quân ở ngoài trong và ngoài nước hỗ trợ những người nghèo giống con hoặc hơn con. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của gia đình của chị Nguyệt cùng với ba đứa con của mình mà sống trong một cái căn chòi tạm bợ như thế này nè cô bác quý anh chị. Người chồng thì mình đi tù đó. Sao hôm nay thì sau một tuần thì Bùi Hồ quay trở lại đây và thăm gia đình của chị cũng như là trao một số tiền mạnh thường quân mà ủng hộ cho gia đình của chị. Sáng nay đi cũng không có điện cho chị nên xem sao. Ôi. Chào chị. Dạ. Ôi. Giờ này bé khỏe rồi nè. Dạ bé khỏe rồi. Ờ. Dạ em giúp đỡ có tiền cứu nó. Vậy hả? Dạ. Nay hết rồi. Dạ. Đi đứng được rồi kìa. Dạ. Dạ. Dạ cậu nhờ anh luôn. Cứu cháu tiền hút thuốc men cho nó uống. Không ngày rồi sao gia đình mình sao chị? Dạ. Không ngày gia đình mình sao? Cũng vậy cũng nhờ anh giúp đỡ một phần nào hồi trước em tôi em với con em có đỡ cái gì. Ừ. Rồi bé trị bệnh ở đâu rồi chị? Dạ. Em bé qua Tân Châu suốt cái bờ mới nói thuốc vẫn còn nhóc rồi. Dạ uống được. Sáng ngày nay mình ăn cơm với gì đây? Dạ em ăn cơm với cá kho đó, đó. Cá em bắt đó. Cá này chị bắt hả? Dạ. Cái rô kho. Dạ. Ngon quá luôn nè. Dạ. Ôi. Em có canh bắt... chua nữa cậu. Đâu? Quay cho cậu coi. Dạ, cậu coi coi. Em cho ý cái rô cũng như vậy đó. Ờ ngon quá ha. Em bắt không cá em bắt. Nay nhà mình có bữa cơm này tốn nhiêu tiền ta? Cái chung ra chốt tốn đồ mua nấu thôi à. Còn cá thì em bắt. Dạ. Rồi Thanh đâu rồi? Thanh nó đi rồi. Đi giờ cậu ơi. Đi đâu con? Dạ em đi sinh rồi cậu. Đi sinh hả? Dạ. Trời ơi. Đi hồi nào giờ đến giờ chị? Lúc 11 giờ mấy 12 giờ. 12 giờ 1 giờ cậu. Gần 1 giờ hả? Dạ. Trời ơi nghiệp quá ta. Đang cho bé ăn cơm. Rồi bé đang ăn cơm mà bữa nay bé ăn khỏe chưa? Dạ khỏe nhiều rồi. Thì như Nhi, lại hôm ngày tối con có còn làm không? Dạ có ạ. Hôm qua làm được nhiêu tiền? Dạ được 100 ngàn ạ. Được 100 ngàn hả? Dạ. Hôm ngày chủ có còn la con nữa không? Còn một ít rồi cậu. Vậy hả? Có nghe con nói trên mạng chủ có gặp không? Dạ có ạ. Chủ có nói gì không? Không nghe có nói, tại vì con vô mỗi lần gặp bà chủ ngủ không à. Mọi người có nói gì cho con không? Không. Nay bé ăn được nhiều không chị? Dạ. Cả chén ha. Dạ. Thanh đi hồi từ hồi nào đến giờ? Đi 12 mấy 1 giờ. Ngủ vậy rồi đi. Thường là mấy giờ là Thanh sẽ về? Thường Thanh cỡ đi không chừng không đổi nữa. 11 giờ đến giờ. 11 12 giờ không chừng. 11 dạ. 12 giờ tối hả? Dạ. Dạ. Em muốn cho mà nó đi vậy nó mẹ ơi. Con không có tiền ăn con gán kiếm tiền về cho em uống sữa. Hai đêm trước nó dẫn cái bà chị đó đó. Về cho 2 thùng sữa anh. Mua 2 thùng. Ở trong đó. Cho 2 thùng, mua 2 thùng mớ luôn. Bà chị nó vô đây nè. Chị nào chị? Em muốn biết bà chị nào nữa. Nó than. Nó than nó nói mẹ. Mẹ ở nhà coi cho em á. Ba ở tù rồi. Em bệnh ở nhà. Người con đi xin lấy tiền mua sữa cho em. Dạ. Bà chị đó ba không tin. Chị cầm cho. Bà chị dẫn về. Dẫn về nhà coi cho coi. Nói nhà con nhỏ xíu à. Che cái trò con chút à. Vì đừng có được. Vì đừng có khi dễ nha. Ảnh nói vậy đó. Ngăn bà chị đó lại đây nè. Nói chuyện với em. Cho 2 thùng sữa. 2 thùng sữa mớ luôn. Hôm ngày sáng mình có ăn sáng không? Dạ. Gia đình mình có nấu mì đồ ăn không? Có anh. Tụi mì em sáng ăn. Ăn được ăn. Ăn mì là em ăn nhất hạng, em ăn nhiều. Dạ. Mì nó ngon. Hôm nay thấy chị dạ. Vui vẻ hơn mấy ngày trước nè. Dạ em thấy vui vì nhờ anh giúp đỡ em với nhờ cô bác trong ngoài nước cũng như giúp đỡ giùm cho em vui. Em rất dạ. Là vui. Cảm ơn mang vô cho, mang vô em cho. Em suy nghĩ thì dạ, mang vô. Em không có được cái khả năng lo được tới đó. Anh nhờ anh cũng như giúp đỡ giùm cho mẹ con em được có máy ấm không ai đuổi xô gì nữa. Em vui rất là vui em thiệt. Quá vui. Với con em nó được anh giúp đỡ được phần nào đó con em hết bệnh em vui dữ dằn. Hôm trước á chị,
Dạ. Là mọi người khen Thanh lắm luôn á. Dạ. Mọi người, cô bác của anh chị nói Thanh học lớp nhỏ nè, mà ít học, nghỉ học sớm mà lại ngoan, nói dạ, chuyện lễ rồi. Phép. Dạ đúng rồi. Không có hỗn hào mà nói chuyện dạ thương không à. Dạ đúng rồi. Lại hiếu thảo với ba mẹ nữa. Dạ. Ừ. Giờ này mình chưa chuẩn bị ăn cơm chiều hả? Dạ. Sáng giờ em ăn miếng chưa chút binh mà chị với cho một đô chén mấy cơm cháy á. Dạ. Em ăn chứ đút cơm cho con bé sáng rồi tới giờ em chưa ăn. Mấy đứa nó ăn rồi. Dạ. Nhi mấy giờ con mới đi làm? Dạ 7 giờ ạ. 7 giờ tối. Dạ. Đây là lúc đó là chị có mình chị với bé ở nhà thôi. Dạ. Rồi sao rồi khi nào chị mới đi bắt cá? Em cho bé ngủ rồi em đi. Rồi ai giữ? Không ai giữ. Bỏ ở nhà luôn. Dạ. Thế cái đó thì trời ơi. Em bỏ bé nhà nào em đi cỡ khoảng 2-3 tiếng muộn em về. Và bé em cũng có giận á, nó cũng khôn lắm. Em nói là tỷ mẹ có đi con có thức gì á, không thấy mẹ là biết rồi nghe, mẹ đi bắt cá kiếm tiền nuôi con mua sữa cho con nghe, con biết nghe đừng khóc nghe. Chị bắt gần đây không? Em bắt lúc ở trong trọng đó. Em mới bắt đi về đó. Mới bắt cái bụp đi về. Đâu quay cho em xem với. Mời lượm mấy chai luôn, gặp gì lượm đấy. Nè. Em mới bắt cái sọt mới đi về được mấy con cá. Cái giờ có chị hôm trước đó hả? Dạ, em mới làm lại. Em mới làm hồi tối nào mới nãy nữa nè. Cá này bị sần mình hết trơn rồi nè. Dạ. Em mới bắt bụp đó. Này ăn được mấy ngày? Ăn được chắc ngày. Có bán không? Dạ, cái nhiều thì bán. Còn ít thì ăn. Ngoài cái ước mơ là con được ba con ra khỏi thì để có một cái chỗ ở ổn định thì con còn có ước mơ gì nữa không Nhi? Dạ. Con ước kiếm chỗ nào ổn định con làm được. Hôm trước thì có cô Tư là Việt Kiều Mỹ có giới thiệu Nhi lên Sài Gòn làm. Dạ. Nhưng mà Nhi thì chưa có đủ tuổi làm giấy chứng minh nên chưa có làm được. Qua Tết làm cái tiệm tóc á Nhi. Dạ. Nhưng mà con chưa đủ tuổi nên rất là khó ha. Dạ. Thì hôm nay thì đến đây thăm gia đình của mình. Dạ. Thấy cái bé con của chị nè. Dạ. Nó khỏe em mừng quá luôn á. Dạ. Em cũng lo cho nó tại vì nghe nói sốt mà không trị kịp thời. Dạ. Á bé nó sẽ bị mắt nó bị ban. Dạ, nó sẽ ban. Không thấy bé dạ, ảnh hưởng dạ. Rất nhiều thì hôm nay thì thấy chị kiếm được cá nữa nè. Dạ. Vui ghê luôn á. Dạ, thì thấy Nhi nè hôm nay vui không? Dạ vui ạ. Vui hả? Dạ, nói cái chuyện nào cũng dạ hết trơn. Thôi bây giờ vô công bố cho mình một cái tin vui nữa. Dạ. Bật đèn đưa lên được không chị? Dạ được. Dạ. Để con mở quà luôn con. Thôi khỏi đi Nhi. Lực lắm không? Không sao con. Được anh. Dạ. Được không? Thấy không? Dạ được rồi. Tắt quạt đi Nhi. Chú tắt quạt đi con, tắt quạt đi Nhi. Để thôi tốn điện nữa. Không ngày người ta có coi YouTube, người ta có nói về gia đình mình dữ không? Dạ, chị. Có mấy bữa trước có bà cô với ông cậu nào đó lại kiếm em. Lại kiếm em là nói coi cũng như coi trên YouTube á. Vậy có phải vậy không? Đừng bà nói là để bà gom góp quy tiền gì đó bà cho em đừng đi lấy số bán. Ừ. Mà em nghe nói thôi chứ bà thật là chưa có trao em. À. Vậy là hôm ngày cái tiền hôm trước em trao mình sử dụng còn không? Dạ cũng còn có 100-200 mà tại vì em mua thuốc cho bé. Dạ. Dạ. Thôi vậy được rồi. Với em mua gạo đồ đổ thùng. Em nghe nói là hôm trước là mình dự định có chiếc ghe hả? Một chiếc là chị chụp cho em một chiếc 12 triệu, một chiếc 20 triệu. Dạ. Thì lát xíu nữa em trao tiền cho chị xong mình đi lại đó ha. Dạ. Chị Nguyệt. Dạ. Với lại hôm nay thì đến đây thăm gia đình của mình. Dạ. Thì trong qua một tuần qua thì em nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Dạ. Trong nước cũng như là ngoài nước. Dạ. Và đặc biệt là Mạnh Thường Quân rất là thương hai bé. Dạ. Mong sao cho bé Thanh nó được đi học trở lại nè. Bé Nhi đến một cái tuổi nào đó thì con có thể đi làm một cái công việc gì đó ổn định hơn. Hoặc là sau này mình có ghe thì chị với lại Nhi sẽ đi bán vé số. Chị với lại Thanh sẽ đi bán vé số, Nhi sẽ ở nhà giữ cho bé nhỏ. Cậu ơi, cái này là chắc cho mẹ không giữ, không đi bán. Không có mẹ con, nó con, khóc lắm. Con thì con gái cũng lo. Thôi thì bây giờ trước tiên mình sẽ lo cái phần Mạnh Thường Quân ủng hộ trước. Dạ. Công bố với chị và cũng như Mạnh Thường Quân. Sau đây thì em mạn phép công bố cái số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình của chị Nguyệt. Đó. Thứ nhất là anh Khoa với lại chị Vân là Việt Kiều Úc ủng hộ cho chị 5 triệu. Yeah. Hai là cô Sắc Linh Bùi Hawaii Mỹ ủng hộ 100 đô. Thứ ba là Nam Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh
là chị Facebook là chị Loan Việt Kiều Mỹ ủng hộ 100 đô. À, chú Định là Việt Kiều Mỹ ủng hộ 100 đô. À, anh Ngọc Phan là Việt Kiều Mỹ ủng hộ 100 đô. À, rồi chú chị ẩn danh ở Mỹ 100 đô. Chị Green ở Úc. Bà từ cái chị này thì do bạn Lê, anh Lê Thân Thiện chuyển qua cho Bùi Hồ 3 triệu. Anh Long Nguyễn là Việt Kiều Úc 3 triệu đồng. Cái số tiền mà tổng cộng thì em nhận được trong cái tuần rồi đến thời điểm này là 10 triệu năm và 500 đô. À, 500 đô thì em đổi ra cho mình là 11 triệu 550 ngàn đồng. Và cộng 10 triệu là số tiền của mình tổng cộng là 21 triệu 550 ngàn đồng. À, đây, tại vì ở đây thì cái ánh đèn nó tối quá nên thành thử là nó hơi tối nên thành thử là có thể là Mạnh Thường Quân sẽ thấy không rõ, nhưng Bùi Hồ đọc ở đây có tất cả các danh sách ở đây, cô bác quý Mạnh Thường Quân coi lại. Dạ, và tổng cộng cái số tiền là 10 triệu 500 đô. 500 đô thì tương đương với 11 triệu 550 nghìn đồng, với 10 triệu là 21 triệu 550 nghìn đồng. Đó là tất cả cái số tiền. Chị có muốn nói gì với Mạnh Thường Quân không? Em cũng như muốn nói, em không biết nói gì hơn, em quá vui đi. Cũng như nhờ anh Bùi Hồ giúp đỡ giùm em, với em mang ơn những cô bác trong ngoài nước. Cũng như em không biết tên gì đó, em cũng như mang ơn rất là nhiều những hoàn cảnh em khó khăn giúp đỡ cho em như vậy. Em rất là mang ơn nhiều cô bác, anh chị trong ngoài nước. Em mang ơn nhiều dữ lắm. Những cũng như giúp đỡ cho con em đồ này kia những. Em không biết nói gì hơn. Dạ, con có muốn nói gì không Nhi? Dạ, con cảm ơn các chú như gì ạ, của các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, con cảm ơn rất nhiều ạ. Con mong các chú với Mạnh Thường Quân ở ngoài trong và ngoài nước hỗ trợ những người nghèo giống con hoặc hơn con. Dạ. Rồi bây giờ thời gian sắp tới nếu như chút xíu nữa mình đi mua ghe là mình có được ghe đó, con thích nhiều không? Nhiều. Ở đây thì em có dự định là chị lại khóc nữa kìa. Em có quá dự định. Vui. Dạ. Quá vui. Em có dự chỗ, định. Em có chỗ ổn định. Chị mua ghe, chị đây là mua ghe là đây là sở thích, đây là ý thích của chị đúng không? Chị có chị thích ở đây hơn là đi chỗ khác phải không? Dạ. Tại vì em ở đây cũng như có cô, em ở đây cũng gần 2 năm rồi, có cô bác chồm sớm vào thương em. Những khi em khó khăn, con em bệnh hoạn, em khổ, em không có tiền, cô bác cũng giúp cho tiền em. Rồi này kia, bởi em đi chỗ khác xứ lạ quê người, em không biết gì mấy. Ở đây cũng cô bác, nói chung ai cũng thương em chứ. Dạ. Con cứ vẫn thích ở đây hay sao? Dạ, con thích ở đây. Cô bác của anh chị thì thôi thì bây giờ đây là cái số tiền mà Bùi Hồ đã có sẵn và phân băng thành hai cọc như thế này. Ở một cọc này là 20 triệu đồng nè, Bùi Hồ đã đếm sẵn ở đây. Một cọc này là 1 triệu 550 nghìn đồng. Ồ, phải không? 1 triệu, để coi lại. Cọc này là 1 triệu 550 nghìn đồng. Đúng rồi. Thì đây là 21 triệu 550 nghìn đồng. Đó, thì bây giờ em sẽ giữ cho chị hay là dạ, chị... Thôi chị giữ luôn đi ha. Ừ, anh đi với em vô chồng nha. Bây giờ chị... Không, bây giờ như nhà thế này. Em hôm qua em tắt đi. Bây giờ em sẽ trao này cho chị đi. Anh nói làm sao? Chị cầm đi. Đó. À, cũng như giờ rồi. Em không biết nói gì hơn, như cô bác trong ngoài nước. Con mang ơn rất nhiều, em mang ơn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn không chỗ ở. Cô bác của chị, bây giờ thì hôm qua thì chị có hỏi một cái chiếc ghe. Bây giờ Bùi Hồ sẽ quay một cái clip thứ hai đi mua ghe cho cô bác của anh chị cùng với cái số tiền này. Để thôi để thì mình cũng sử dụng hết mà không có chỗ ở. Ha.